Lần đầu tiên tại Việt Nam, tất cả các giải pháp và thiết bị chuyên dụng mới nhất của Sony cùng hội tụ tại triển lãm và hội thảo Sony Giải pháp chuyên dụng 2015. Triển lãm đem tới các thiết bị và giải pháp chuyên dụng mới của Sony thuộc 5 nhóm: phát thanh truyền hình, trình chiếu, giám sát an ninh, hội nghị truyền hình và y tế, thu hút các cơ quan, tổ chức, chính phủ, doanh nghiệp và đơn vị sản xuất chương trình tham dự. Ở lĩnh vực phát thanh truyền hình, Sony giới thiệu hệ thống sản xuất chương trình hoàn thiện từ khâu làm truyền hình đến khâu lưu trữ, gồm các máy quay, hệ thống HDSD, HDC-1007, HSC-100R, bàn kỹ xảo MVS-3000A cho ra các chương trình HDSD và các thiết bị số hóa lưu trữ. Hai máy quay 4K cao cấp Cineanta 4K BMWF 55 và PXWFS 7 chuyên dụng trong lĩnh vực sản xuất chương trình và làm phim mới nhất của Sony cũng tham gia trình diễn tại triển lãm để khách tham quan trải nghiệm. Các loại camera giám sát khá đa dạng, từ loại giám sát kho bãi cho doanh nghiệp đến hệ thống camera giám sát giao thông an ninh. Trong đó nổi bật nhất là camera 4K đầu tiên SNC-VM772R. Dòng camera này có kích thước cảm biến lớn đến mức kinh ngạc 1 inch, tức là gần bằng kích thước cảm biến APS-C trong các máy ảnh DSLR chuyên nghiệp. Với kích thước như vậy nên dù độ phân giải lên đến 4K, nhưng cảm biến vẫn có độ nhạy sáng màu rất ấn tượng 0.1 lux ở IRE50. Độ phân giải cao, độ nhạy sáng cao và chất lượng của ống kính cao đã giúp cho camera có chất lượng hình ảnh xuất sắc và vượt trội so với các dòng camera khác trên thị trường. Khu vực y tế giới thiệu các sản phẩm và giải pháp trong lĩnh vực y tế như hệ thống Sony Telehealth Camera giúp chăm sóc bệnh nhân từ xa với thao tác vận hành cực kỳ đơn giản và tính năng bảo mật cao. Màn hình 27 inch, màn hình này cho màn ảnh rõ ràng, sắc nét kể cả ở nơi ánh sáng mạnh. Quay trả phim tự động giúp giảm thiểu thời gian chờ lấy phim. Khu vực trình chiếu giới thiệu các giải pháp trình chiếu như hai máy chiếu laser 4000 lumen JBL FHZ55 được ghép lề thành một màn ảnh rộng ấn tượng và kết hợp với cảm biến nhận biết chuyển động của người sử dụng khi họ chạm vào màn hình trình chiếu. Tín hiệu từ đó được xử lý để tạo hiệu ứng cảm ứng cần thiết. Ghép lề dễ dàng theo một góc vuông 90 độ, hình L với hai máy chiếu thông thường đã vuông góc nhau thông qua bộ xử lý tín hiệu hình học do Sony phân phối. Triển lãm và hội thảo Sony giải pháp chuyên dụng diễn ra tại hai địa điểm thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 7 và Hà Nội ngày 28 tháng 7. Các khu dân cư đòi hỏi cái chất lượng sản phẩm cao cấp.
vượt lên và tốt. Chúc quý vị có cách để có thể thêm dòng sản phẩm mới. Tên model là SNC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin công nghệ của Di Động Việt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Đó là cái độ dậy sáng đấy, cái hình minh họa ở bên cạnh.